Cả nhà ơi, hôm nay là ngày lễ hội thứ hai và cũng là ngày chính và kết thúc luôn. Hôm qua là khai mạc ha cả nhà. Đây. Và xa xa kia, tổ quán phở thấy là đã có bắt đầu bay dù lượn rồi cả nhà. Hôm nay hẳn là đông vui hơn hôm qua rất rất là nhiều cả nhà ơi. Và chúng ta bay một vòng để chúng ta xem dù lượn luôn cả nhà ha. Hôm nay để bọn phở mạnh dạn bay đu cùng các anh coi như thế nào. Hôm qua máy bay gặp sự cố một xíu và cuối cùng bọn phở cũng đã tìm ra được một cái cánh máy bay dự phòng. Wow, nhà sàn đẹp chưa cả nhà. Ôi, con lũng Xuân Trường đó đẹp như vậy đó. Xa xa là khung cảnh lễ hội đó cả nhà. Ồ, hình ảnh này quá xá đẹp ha. Đây, cho bọn phở bay lượn một vòng qua đây đi để ngắm được một xíu cái cảnh đẹp, cái khung hình này. Ồ đó, chúng ta thấy không, bên trái có một cái căn nhà sàn. Cái căn nhà xây là thấy nó khác liền đúng không cả nhà. Đó là lý do tại sao mà Xuân Trường bây giờ là đã ngưng cho xây dựng và bắt đầu chậm nhưng mà vẫn còn bắt đầu rồi, còn hơn là không làm. Đó, ước mong những cái mái ngói ở nhà sàn ở Xuân Trường này giữ được càng nhiều càng tốt cả nhà. Đây, ồ, bây giờ thì đi theo hai anh dù lượn này đi. Wow, an toàn nha các anh. Wow, các anh đi đâu đây? Có bầu bóng phở đây nha các anh. Các anh làm ơn thấy dùm cái đèn flycam của bầu bóng phở nha. Ồ, đẹp chưa? Bóng phở zoom để cho chúng ta bay nó an toàn hơn. Mà zoom thì lại đâu rồi, đâu một chiếc của mấy anh kia đâu rồi, hai anh bay cùng một chỗ đi ạ. Hay là hạ cánh rồi. Ôi mây trên núi đẹp quá cả nhà, mây trên núi đẹp quá. Có lẽ là một chiếc đã hạ cánh rồi, hy vọng là một chiếc đã hạ cánh. Ô, chiếc thứ hai hạ cánh luôn. Ồ, ủng ba la. Ồ, tổng cộng 3 chiếc nha cả nhà. Tổng cộng 3 chiếc. Hai chiếc đây. Có khi nào các anh cho chuẩn bị cất cánh không? Ồ, quá đẹp. Ồ, vậy là cái cách người ta cất cánh là vậy đó ha. Chạy 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 chạy. Ôi, ước gì bò món phở được lên một chiếc. Wow wow. Món phở nâng độ cao lên cho an toàn. Ồ, đó rồi, hai anh rồi. Hai anh bay một chỗ đi cho bọn phở bay theo cho an toàn ạ. Wow, những cái nhà sàn, những nhà sàn và những cái thửa ruộng quá đẹp, chỉ có ở thung lũng Xuân Trường này, rất là đặc biệt đúng không cả nhà. Đẹp quá. Wow, quá xá đẹp. Xa xa là những dãy núi, mây đang ấp ôm những cái dãy núi đằng kia. Rồi, một chiếc đã hạ cánh và còn một chiếc thôi đúng không? Ôi, chiếc thứ hai chuẩn bị cất cánh lên. Quá đẹp. Wow, đẹp quá. An toàn nha. An toàn nha. Được ngắm những căn nhà sàn bên những cái dãy núi đá, mây đang ấp ủ. Ồ, đẹp quá. Ồ, đó, những cái dãy núi đá của thung lũng Xuân Trường. Đẹp chưa? Hôm nay bọn có hơi liều đó. Wow, xa xa kia là cái con đường lên. Ồ, hỡi chỉ mà anh bay tới con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm ha. Vui biết mấy. Đây. Kì, bay tới luôn cái chỗ con đèo đằng kia luôn đi. Tiếc quá vậy.
bay tới luôn đi anh. Ở đằng kia có cái con đèo Pierrefonds mà. Đây, chúng ta quay qua một góc này đi. Bổn phở đang ở độ cao hơn 100 mét lận, thì an toàn đối với các anh lắm. Chúng ta đang ngắm cái toàn cảnh ha. Và một chiếc vẫn đang bay, còn chiếc còn lại ở đâu bọn vẫn chưa thấy. Những ba chiếc dù lận cả nhà. Đó. Bà con đang tụ họp về rất là đông vui. Có lẽ dù lượn này cũng là một trong những cái hấp dẫn của bà con ở nơi đây. Bọn bóng phở còn lần đầu tiên thấy nữa là uống chi bà con. Đây, bọn phở hạ độ cao còn 70 mét. Đây, đi theo một chiếc dù lượn nữa. Tìm ra anh ấy. Ôi, có vẻ đáp xuống không vậy? Wow, có vẻ anh đáp xuống á cả nhà. Hay là vẫn còn tiếp tục. Ô, hai chiếc luôn. Hai chiếc dù lượn luôn. Rồi, cho bọn phở bay theo đi. Hai anh bay cùng một hướng nha. Đây, coi chừng bọn phở nha. Đẹp quá. Rồi, bay theo dù lượn. Rồi mấy anh đang được ngắm những cái khung hình nhà sàn rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó. Cho dù là những thửa ruộng này chưa phải là mùa lúa chín nhưng mà vẫn rất là đẹp. Những thửa ruộng nó có xen lẫn với lại những cái căn nhà sàn. Ồ, đó, hướng đây là hướng về đèo 15 tầng kho cốc trà cả nhà nha. Đó, hai cái dầu lượng là đang hướng về đèo 15 tầng kho cốc trà. Sao mà anh không bay về đèo 15 tầng không cốc trà luôn đi nhỉ? Bọn phở đang ở độ cao hơn 100 mét lận. Đây, hạ xuống độ cao còn 85 mét rồi đó cả nhà. Ồ, vậy là mấy ảnh nhất định không đi qua đèo 15 tầng kho cốc trà. Mấy ảnh chỉ ở đúng cái thung lũng Xuân Trường này mà thôi. Wow, một cái dãy núi trùng trùng điệp điệp. Những dãy núi này là có những cái xóm làng của bà con người Dao ở trên đây cả nhà. Đó là bản Hò Lù, bản Lũng Quẩy, bản Bắc Nạp. Đó, đẹp chưa? Ồ, góc này chúng ta thấy được cả hồ luôn. Wow, mấy ảnh đang đi dạo một vòng ngắm hết được cái vẻ đẹp của thung lũng Xuân Trường đây. Rồi, cho bọn phở đón đầu cái chiếc này. Wow. Tốc độ nhanh quá. Bọn phở không theo kịp. Wow. Vui quá. Cái động cơ nó khá là ồn đó. Không theo kịp. Flycam bọn phở không theo kịp cả nhà. Mà bọn phở không dám để vào chế độ sport. Sport là nó không có chế lúc, sport lúc. Cho nó nhanh. Chúng nó sẽ chuyển lại. Ồ, chuyển lại rồi đó. Wow. Bay cao hơn núi đá luôn. Wow.
một chút nữa cho bão phổi bay lên trên núi đá vậy luôn, bay lên tới Hòn Lù luôn đi. Đã quá vậy. Wow. Đây, bão phổi đang nâng độ cao lên. Đang độ cao là 140 mét rồi đó cả nhà. Ồ, lên Hòn Lù đi. Đấy, đây là con đường lên Hòn Lù luôn. Wow. Ê, 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 tôi đây, tôi đây. Tôi đây. Trời, 156 mét mà anh bay gì ghê vậy. Đang 154 mét. Bão phổi đang maximum luôn rồi. Maximum cái độ của flycam á, nghĩa là mấy ảnh đang bay cao hơn một đó. Mấy bạn cao hơn dãy núi nè. Đây, chúng ta thấy rất là rõ. Wow, và bão phổi đã mất dấu rồi. Đã mất dấu các anh rồi cả nhà. Đừng nói các anh nó đã đi tới đèo 15 tầng nha. Đây là đó. Cái hướng nhìn về nơi tổ chức của lễ hội. Và đây là cái hướng về đèo 15 tầng. À, bọn phải đã thấy máy bay rồi. Đã thấy dù lượn rồi. Dù lượn các anh đã về hai chiếc ở dưới đây. Bọn phải hạ thấp độ cao đi. Còn đang 150 mấy mét lận. Trời ơi. Mấy ảnh làm. Ôi mấy ảnh này làm mấy ảnh bay cao cỡ 200 mét luôn á cả nhà. Đợi một xíu, chút nữa bọn phở lại đây. Bọn phở sẽ hỏi mấy ảnh coi mấy ảnh bay kiểu gì mà siêu nhân quá vậy. Đây, độ cao 50 mét. Đây. Ui, hay quá. Bất ngờ quá. Bọn phở vẫn ước mấy ảnh bay lên chỗ này để bọn phở được cái góc quay này nè. Cái nền là cái đèo Pierrefonds. Đó. Đó. Đây, cái đèo Pierrefonds bên phải đó cả nhà. Hai cái dù lượn đang kia. Bọn phở đang đứng góc quay này là góc của cái dãy núi Pierrefonds. Rồi, cái dãy đèo Pierrefonds cũng là con đèo mười mấy tầng đó cả nhà. Đó, góc này nhìn qua. Đây là cái bảng mà của là cái đường Pierrefonds, là cái bảng đó là cái bảng của người Mông cả nhà ha. Đó, chúng ta đổ qua góc nhìn này. À, đẹp chưa? Một cái dãy núi trùng trùng điệp điệp. Rồi, wow, những cái nhà sàn bên dưới núi. Rồi dù lượn ở trên ngắm. Trời ơi, còn cái gì bằng nữa. Đây. Hy vọng là anh dù lượn sẽ về đây. Ồ. Ồ, hai anh dù lượn này và một anh ở trên nữa là ba anh dù lượn nha. Ồ. Ba anh dù lượn cùng một lúc. Ồ, đẹp quá cả nhà ơi. Ồ. Có vẻ mấy ảnh đáp hả? Không, mấy anh vẫn tiếp tục bay. Tiếp tục bay. Ba dù lượn. Trong khung hình bọn phở đang ba dù lượn luôn. Quá tuyệt. Bọn phở vẫn còn ở xa lắm. Đó. Wow. Hỏi chỉ có ai bay qua đèo 15 tầng khố trà cho bọn phở bay theo một chuyến dưới nè. Đây, một chiếc màu đỏ là đang đèo 15 tầng khố cốc trà đây. Hướng đèo 15 tầng khố cốc trà thôi. Rồi mấy anh lại quay lại nữa rồi. Mấy anh nhất định chỉ bay cái thung lũng này mà thôi. Đây. Rồi, ba chiếc dù lượn xa xa là con đèo nhiều tầng Pierrefonds. Một khung cảnh rất là đẹp. Những dãy núi đã bị mây che rồi. Hôm nay trời mù sương. Đó. Đó là một trong những cái bản làng của người Mông ở Bảo Lạc này. Đẹp chưa? Mọi người đang càng lúc càng đông người hơn, tiến về lễ hội. Đẹp quá. Thôi, bây giờ thì bọn bóng phở sẽ dừng bay. Hết một cục pin luôn rồi đó cả nhà. Bọn bóng phở sẽ dừng bay và chúng ta sẽ đi tới nơi để xin coi bọn phở có được bay không nha. Đây, những căn nhà sàn. Và xa xa kia là hai dù lượn. Và đằng
cuối khung hình chúng ta, đó là dãy núi có một cái con đèo nhiều tầng đi lên bản Phia Phong. Đó là con đèo cũng mười mấy tầng đó cả nhà. Rồi, đẹp chưa? Rồi, bây giờ thì bà Bóng Phở sẽ đến chỗ gặp cái hỏi thêm các anh về cái thông tin dù lượng này cả nhà ha. Đó, toàn cảnh của lễ hội ngày hôm nay, sáng hôm nay mà mọi người đây bên trái chúng ta thấy đó, mọi người vẫn đang tiếp tục kéo về lễ hội. Máy bay nó đang trở về, tự động trở về luôn cả nhà. Rồi đây, đẹp quá ha, có xe quá trời xe, không ngờ bên còn có 17% thôi cả nhà, đông vui quá. Rồi, xin mời hạ cánh an toàn. Ôi, xin chào dù lượng. Cho đi rồi. Này, cả nhà ơi, bây giờ bà Bóng Phở đã tới cổng lễ hội rồi. Đông vui hơn hôm qua cả nhà ha. Hôm nay cái gì mà mọi người đang nấu đun bếp ở đây gì vậy ta? Ủa chương trình gì vậy anh? Đang làm mèn mén à? À nấu mèn mén hả? Cảm ơn anh. Ủa giật mình không cả nhà? Đây là cái đầu heo á, da đầu heo. Đây, da đầu heo gắt bếp, da và thịt luôn. Cái này là thịt gắt bếp. Đó, còn cái này là da đầu heo gắt bếp. Đây là của gian hàng của xã Hưng Đạo, thuộc Bảo Lạc, Cao Bằng. Các cô gái người sáng chỉ đây, hay người giao nhờ. Cả nhà ơi, mãi lo quay miền miếng, cắm đầu cắm cổ quay miền miếng. Xong rồi bây giờ dù lượng, đội dù lượng người ta thu hết rồi. Trời ơi, đến nỗi mà người ta thu dọn để lên xe luôn rồi đúng không á. Nên là bây giờ muốn bay cũng không được. Phí bay hình như nghe nói là 1.800.000 để mình được bay vậy đó. Nhưng mà tức quá trời tức luôn hà. Đi tìm nãy giờ không thấy. Rồi phải cuối cùng vô ban tổ chức hỏi thì ban tổ chức nói mới biết đó cả nhà. Ui buồn 5 phút. Mà đâu phải vì miền miếng mà bỏ phở, bỏ dù lượng là một. Còn bỏ luôn cả cái gì biết không, đua chọi bò nữa cả nhà. Mãi lo miền miếng, bây giờ người ta cũng đua bò xong rồi cả nhà. Đó, đâu phải chỉ là bỏ lỡ vì miền mé mà bỏ lỡ dù lượng đâu, còn bỏ lỡ đua bò luôn nè con. Con chạy nhất là đó đó hả con? Ồ, nãy con có coi hả? Ồ, nó là của xã nào? Xuân Trường. Không, con Xuân nhà luôn. Ba rồi. Con ba hả? Là Xuân Trường hả? Là xã nào? Xuân Trường vậy nhỉ? À vậy con ba là xã nào anh? Xã cô ba. Cô ba. À, xã cô ba. Xã cô ba là con này đó hả anh? Không phải. Con khác hả? Ờ, không phải con này hả? Ủa? Khánh Xuân sao? Là con giải nhất á. Giải nhất chào cô ba. Không, giải nhất là Xuân Trường ấy. Không. Không, không đâu. Không đâu. Giải nhì là Xuân Trường. Anh nói là giải nhì là Xuân Trường. Giải nhất là Xuân nhất Hồng Anh. Cô ba là Hồng Anh. Con kia nó bán đi cô ba rồi. Ờ, cô ba rồi. Bỏ cô ba rồi. Con kia nó ngoài à, thế giải nhất là cô ba thế à? À giải nhất cô ba, giải nhì Xuân Trường. Xuân Trường. Nhưng mà là trước đây á là cái con bò đó là ở ở Hồng An. Ở Hồng An mà nó bán qua cô ba vậy hả? Vậy con nói năm ngoái cũng được giải nhất hả em? Năm ngoái là giải nhì. À năm ngoái là giải nhì. Năm nay nó được giải nhất. Đỉnh hơn nó. Tiến bộ nhưng mà là đổi chủ thôi. Đổi chủ. Nó không lùi, nó không tránh. Rách tay nó còn đánh. Đúng rồi vậy đó hả? Trời ơi, hồi nãy hay hấp dẫn vậy đó hả? Trời ơi, mãi coi miền miếng là mất luôn cái bên này, tiếc gì đâu á. Anh nói là cái con flycam này là hai con trâu. Bây giờ ảnh dẫn bọn phải đi con cái con mà đoạt giải. Đó, mình hụt thi đấu, rồi nghe mà anh tả thấy thi đấu thấy hấp dẫn, thấy tiếc ghê chưa? Trời ơi, hôm qua thì hả? Đâu, đâu con nào đâu anh? Con này đó hả?
con này hay ba này được giải nhất á hả? Nhất này nhỏ mà sao nó nhỏ mà nó có vỏ vậy? Trời nó bị rách tay luôn như anh nói kìa, tội không? Thương quá vậy. Rách tay luôn á. Rách tay luôn. Đó, anh lì không? Rách tay mà vẫn thi đấu tiếp tục. Trời ơi, thương không? Trời ơi. Đó. Ôi chết, bên đây còn rất nặng hơn nữa. Thương quá vậy, thương. Thương quá hả? Thương quá. Đó, cái gì nó cũng có cái giá đắt của nó. Đâu phải tự nhiên mà được đâu. Tội nghiệp em quá à, anh Châu ơi. Em bò ơi, cái sừng hai, em có cái sừng đẹp quá. Ôi, đôi mắt em. Đôi mắt em cũng thấy sợ sợ nữa. Mọi người không sợ sao đứng gần nó vậy? Nó có đá không? Vậy hả? Nó vừa đấu xong còn hăng hả? Nó vừa đấu xong nó còn hăng hả? Vậy thì sao mọi người cứ đứng gần nó không sợ ha? Nhưng mình đứng đây có sợ không? Ủa? Cái gì? Em là chủ luôn á hả? Con của chủ. Con chủ đúng mà, nó đâu có nhận vơ được. Không phải đâu. Thì không. Con của ông chủ chứ không phải chủ. Em con bò này nó bao nhiêu tuổi? Con này chắc được 7-8 tuổi rồi. Cỡ 7-8 tuổi hả? Nhưng mà mình có huấn luyện nó không em? Không cần huấn luyện đó. Không cần huấn luyện. Nhưng mà có huấn luyện. Có cái tính chất đi. Nó là nó là tố chất, là nó là giống bò chọi. Ủa bò chọi nó có một cái giống riêng hả ta? Riêng mà. Ồ. Nhưng bình thường nó có ăn uống khác thường không? Không, nó vẫn ăn thường mà mình... Không, vẫn bò chọi chăm tốt hơn. Mình chăm nó kỹ hơn ha. Mình có thả nó ra không hay là nhốt thôi? Bò chọi nó hăng lắm. Thả ra là nó ra ngoài nó gặp bò là... À, giống bò này nuôi phải nhốt, đừng có thả. Wow. Nhưng mà tại sao mình phải nuôi con bò chọi chứ vậy? Sao không nuôi con bò thường? Để làm gì? Để mà... mình mang đi chọi chứ. À, mà bò chọi là chỉ để thi đấu thôi thôi á hả? Được tiền mà. Thi đấu được tiền mà. Được tiền mà. Ồ, để thi đấu được tiền thôi. Rồi được tiền ấy. Rồi lấy phân của nó nuôi trồng làm nông nghiệp thôi. Vâng đúng rồi. Chỉ vậy thôi đó. Con bò giải nhì đâu? Giải nhì dắt đi về rồi. Ủa quá vậy? Dắt đi về rồi. Đã trao giải mà về. Nhưng mà cái con giải nhì kia dắt đi về rồi. Về à? Còn mấy anh này dắt bò nó đi đâu vậy? Mấy con to này cũng khỏe đâu. Cũng dắt đi về đó hả? Ừ. Có con bò nào bị cái gì không? Nãy thi đấu có con nào bị gì con không? Kia, con kia bị đau nhiều nè. Đâu? Bên này sạc đủ. Vậy hả? Đâu? Nó bị té luôn á hả? Lật xuống luôn. Trời ơi thương quá vậy. Đó. Trời ơi sáng nay anh Thi bận cho nên là bọn phở không có được những thước phim này. Chứ không là anh Thi đứng đây quay giùm bò bọn phở cũng được. Trời giờ có ai có thước phim con bò bị đau con bò nào? Đau con nào? Ồ. Thương chưa? Thương chưa? Are you ok? Chảy máu luôn. Ái da, tội quá à. Sinh ra làm giống bò chọi làm cái gì không biết nữa. Trời tội quá à. Rách cái da luôn. Nó đang đau nè. Có. Có làm cách nào cho nó giảm đau không? Nó rung luôn rồi kìa. Có cách nào cho nó giảm đau không ạ? Thuốc thì nhà chủ có là thương không? Ồ, cái bờ kia sập là con này đổ luôn đấy, con này nếu mà không cứu nó thì chết đấy. Ơ cái chân nó đau nó nhấc lên kìa, thương quá. Sợ gãy trong chết cha. Anh em tới chết. Sợ gãy chân luôn á. Bây giờ nó chắc chắn luôn này. Chết cha. Cái mình đang nè. Thương quá vậy. Bắp bánh à, trâu. Trời ơi, nếu mà lỡ lên bàn thì siêu thoát nha em bò. Con này đau nhất mà lại không được giải. Dạ đang không được giải gì luôn hả? Lên đây thì em mình chém em mới giải. Con này đau nhất, con này giải. Lên đây chỉ mới tăng lương. Con rách kia là được giải nhất, con đáng rách tay kia là nhất là đáng. Con này mới giải. Ừ đúng rồi.
rách lỗ tai được vậy, nhưng mà con này nó té là nó không mấy nữa, còn con kia nó rách tai đó vẫn chiến đấu tiếp, còn con này thì nó có chiến đấu nữa không ạ? Vậy mấy người đứng ở đó hồi nãy đứng ở đó coi có bị gì không? Người không sao, người chạy, người chạy thấy nó đổ, thấy nó về hướng đó là chạy rồi ha. Thôi bà bóng phở cũng không tiếc những thước phim này đâu, tại vì nó cũng tội nghiệp nó quá à. Xương trong ấy. Đúng. Là xương trong ấy. Thương quá. Các em nói rằng là ở đây có hội. Hội ở đây người ta hay gọi là lễ hội, người ta hay là gọi là hội vậy đó. Đó. Ở đây có hội cho nên là từ Bắc Cạn qua chơi đi từ hôm qua luôn. Rồi ở nhà trọ luôn. Chịu chơi dữ ha. Ước gì á là mỗi năm á ở Xuân Trường này rất là xứng đáng để tổ chức một lễ hội mùa hoa lê. Là bởi vì lê ở Bảo Lạc có câu mà gái thắt khê lê Bảo Lạc, mà riêng ở Xuân Trường này là rất là nhiều luôn, mà đặc biệt ngon nữa, tại vì ở đây cái thung lũng Xuân Trường này thời tiết khí hậu và cái thổ nhưỡng nước từ cái xung quanh là núi đá nó chảy, nước nó bao gồm cả những cái vi chất của núi đá về nữa, nên là cây trái gì ở Bảo Lạc này cũng rất là ngon, kể những cái trái hồng giống bản địa thuần chủng ở đây cũng rất là ngon. Như trong hôm trước chúng ta thấy đó, kể cả cái bắp cải nó cũng ngon. Rồi xung quanh trên đây nữa là bà con trên núi đá đem lương thực xuống đây nữa, nó còn có cả đặc sản của núi đá nữa. Cho nên ngay ở cái thung lũng Xuân Trường này rất là xứng đáng để chúng ta tổ chức hàng năm lễ hội mùa hoa lê. Có ông du khách Tây nữa cả nhà. Chị ơi, vui nhờ. Còn tiếng bò nghe sọ sọ ha. Có cả trò chơi dân gian nữa nè. Ồ, oh, hello bà bánh phở. Ai vậy? Em không nhận ra mình rồi. Không nhớ em rồi, chị đã quen em mất rồi. Ở xã nào nói giùm đi. Xã Xuân Trường. Bà bánh phở lại quên mất em rồi, dán nghe. Ừ, người Tây đồ mặc đồ mông chở so đi Lan Anh say say áp bảo không về đây lại có A Thỏ ở đây. Nhưng mà đọc chưa được nhờ bảo à, mình ở trên núi mình lại không nhờ bảo được, mình còn nhiều cái thôi. Nói tiếng Tây, nói tiếng Kinh đi ông, giả bộ nói tiếng mông có chất nhất rõ rồi. Cho nó mạnh rồi. Ấy da, hay cho mạnh đi phát nữa. Wow, giỏi. Như thằng này mới được. Wow. Wow. Rồi. Cẩn thận nó đấy. Wow. Bắt chụp chân vơ. Tay chụp chân. Lốt xe lốc khẻ hư ô. Wow. What? Wow. 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 Vậy là 2/2 hả? 2/2 hả? 4/3. 4/3 là sao ta? À nếu mà 3/4, 3 quả thì mới thắng hả? À. Vậy mà thắng được cái gì? À thắng được con gấu này. À. Vậy nãy giờ sáng giờ có ai thắng không? Hết gấu rồi đó hả? À. Vậy là người ta thắng nó còn vơi còn có mấy con đó ha. À đúng rồi, sao biết? À vậy hả? À, cảm ơn anh. 1-2 cái nữa đi, 2 rồi 1 cái nó chuẩn bị thua rồi ông chủ ơi. À, ổn quá à. Rồi, chỉ giờ chưa có ai thắng nha. Tiếp tục hả? Rồi, thêm 30.000 nữa. Chắc là quyết đấu cho người yêu hay sao vậy? Vẫn trúng nha, nó không nổi nha. Vậy có tính không? 2. Chúng mà không nổ có tính không? 3. Thắng rồi. Rồi lửa một con. Đây, phía bên này nè cả nhà.
Các bà cụ thương chưa? Bà cụ đi đâu đây? Đừng nói bà cụ chơi phi tiêu nha. Bà đi đâu vậy? Đây, đây là cổng vào. Cổng vào cả nhà ha. Và một dãy gian hàng đây. Và bên đây sân khấu. Bên đây cũng có những cái trò chơi và ăn vặt. Đó, cũng là bong bóng giống như hồi nãy ha. Và các tiệm ăn vặt bên kia. Mùa Hoa Lê, huyện Bảo Lạc. Đó. Xin mời đi nhặt rác đây. Xuống dưới để ban tổ chức tổng kết chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các xã, các đội chúng ta khẩn trương di chuyển về vị trí sân khấu để tổ chức trao giải. Đây, để tổng kết các xã khẩn trương. Ban tổ chức thông báo là giải chọi bò là do các giải thái hóa, ở đây có các công ty, tên cụ thể tôi sẽ đọc sau. Xin trân trọng kính mời trao giải ba Sùng An Thành, xã Sơn Trường, số ba danh 33, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Quốc Hiện tài trợ 5 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời Sùng A Thành, xã Sơn Trường. Xin trân trọng kính mời Giàng A Chữ, xã Sơn Lập, do ông Trần Văn Quý, hợp tác xã Toàn Phát tài trợ 5 triệu, ủy quyền cho phần này đồng chí phó tỉnh ủy ban huyện trân trọng. Xin chúc mừng Dung A Thành, Giàng A Chữ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đại diện cho công ty Quốc Việt. Xin chúc mừng giải nhì Phùng Tài Khẽ, xã Sơn Trường, số 3003, với giải thưởng 7 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng Ca Lâm tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Thị Đà, phó tỉnh ban huyện trưởng ban tổ chức trao giải. Xin cho chàng hôm nay giải gì ạ? Xin chúc mừng Phùng Tài Khẽ. Và giải nhất 10 triệu đồng đã thuộc về Phan Văn Cương, cô A, số ba danh 23, giải nhất do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng HNT Việt Nam tài trợ 10 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời Phan Văn Cương, xã Cô Ba, số ba danh số 23, xin mời ạ. Xin chúc mừng giải nhất ạ. Chương trình công bố giải và tổng kết giải đến đây là kết thúc ạ. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các quý cùng gia đình, đồng chí. Chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Ở Lũng Vẫy hay Bắc Nạp, quên rồi. Lũng Vẫy phải không? Đây, chơi một lần mà thắng nè. Đó. Giỏi, 10 điểm. Nhưng mà chọn con nhỏ nhỏ à, cưng chưa? Ủa, hay là... Ủa, cao vậy lỗi hà lù hả? Ủa vậy lỗi hà lù? Cả nhà ơi, đây là gian hàng đoạt giải nhất nè cả nhà. Vừa công bố đó là đây là gian hàng Bảo Lạc, của thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, được giải nhất với rất là nhiều đặc sản, đúng là rất là xứng đáng ha. Họ trang trí cũng là bắp ngô nhưng mà làm thành những cái hoa rồi, với rất là nhiều đặc sản của rất là Bảo Lạc cả nhà. Nhưng mà ở đây thì bà Bông Phở vẫn thấy thiếu một cái đặc sản, đó là thịt chua của Bảo Lạc. Tính ra là Bảo Lạc được rất là nhiều giải nha cả nhà. Được giải là nấu mèn mén ngon nhất, rồi thêm được cái giải đề co trang trí cái gian hàng của mình đẹp nhất nữa nè. Mà rất là xứng đáng nha cả nhà. Bông chuối ăn được hả? Cái này ăn luôn hả? Ăn được. Luộc lên hay là ăn sống được không? Phải xào hoặc là nấu canh. À, không thì lộn vẫn ăn được. À, cái này cảm ơn chị. Rồi, đẹp quá. Không nỡ ăn luôn á trời. Dạ, đẹp quá. Cảm ơn chị. Thank you.
Cả nhà ơi, bây giờ là các quầy hàng dọn dẹp đó. Đây bầu bánh phở, thấy thích mấy cái hoa bắp chuối có mua bắp chước, người ta mua mà không biết biết giờ không biết sao ăn. Bây giờ ghé gian gian thử coi. Đây bầu bánh phở rất là thích thịt chua, đây mua được thịt chua này, mật ong nè, mật ong rất ong thành cứng như đá luôn nè, mật ong thứ thiệt nè đó. Cứ thịt chua bầu bánh phở thích ăn lắm. Nãy giờ bé đó tên gì ta, bé Hô nè, người lũng quẩy đó, giúp bầu bánh phở quay phim, cầm đồ nghề theo cho quay dân nó kịp cái thời sự người ta đang diễn ra, mà mình đâu thể kêu người ta là chờ mình được đó. Bây giờ là tan hội ảnh đi về, vừa lúc bắt gặp bầu bánh phở nó thôi rủ ra đi ăn phở, cảm ơn. Còn phở phải không? Còn ạ. Mình bán phở phải phở dịch nữa hả? Dạ. Là hôm qua là nhà mình quay đằng ngoài đó đó hả? Vâng. Dạ. Quay luôn mà nhé. Ờ, tự quay tự bán luôn, ngon lành ha. Dạ. Ồ, một em vịt. Quay. Ta bán phở, em mua phở. Dạ, đi ăn phở. Mà bán phở đi ăn phở. Cái này có được nên mua không ạ? À? Dạ có. Cái phần này trộn lạ quá ta. Cái phần này trộn hơi lạ. Thích cái đồ bằng tre, bằng rổ hơn. Nhưng mà cái này có vẻ tiện ha. Phần của bà bán phở nè, trời nó nhiều quá trời nhiều luôn à. Đó, trời ơi, ăn đi mọi người, ăn đi. Ôi nhiều quá cả nhà ơi, no say rồi. Hồi nãy bọn phở quên cái phở lai cam, trời ơi vừa sực nhớ ra luôn, và anh Thi cũng xuất hiện xong việc rồi. Bây giờ thì phải quyết định là đi sửa phở lai cam. Hồi nãy lúc nó rớt ngay chỗ do cái hậu quả của cái cánh hôm qua nó xài đỡ đó, dù là bên Hà Nội gửi về cái bộ cánh rồi, may là thấp nhưng mà nó bị vẫn bị hư, nên là bây giờ sẽ gửi đi sửa, tiếp tục gửi về Hà Nội sửa gấp. Đây tang lễ hội rồi, kẹt xe quá trời luôn. Ở đây có một điều rất là đặc biệt, đó là công an cảnh sát giao thông đeo phước phạt dân, xe đâu chạy, toàn trên núi không à, còn đi bộ không mà. Có một cái sự thật đau lòng như vậy đó, đâu có xe bao nhiêu, xe toàn là của bà con dưới đây vài chiếc thôi hà. Thì do là hôm nay lễ hội mới thấy đông, bởi vì bọn phụ mới nói là lần đầu tiên ở đây bao nhiêu lòng mới thấy được công an, mới thấy được cảnh sát giao thông. Bà con rất là tiết kiệm những cái vật dụng đó, cũng lấy về xài, nên là bảo vệ môi trường dữ lắm, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường, nhiều ý nghĩa lắm cả nhà ơi. Ai đẹp quá vậy? Ba mẹ con đẹp chưa? Dạ. Dễ cưng chưa? Có một sự thật là hồi sáng xe vừa tới, bà bán phở đi đúng chiếc xe này lấy cái bộ cánh, bây giờ ra đúng chiếc xe này để đưa cái máy bay đi sửa. Rồi, cảm ơn Thi. Yeah, mẹ đi xe à, là. Đó, chiếc xe bà bán phở hay đi đó. Ê, bác Tài chờ bà bán phở 5 phút đó, tội nghiệp không? Cảm ơn bác Tài nhiều. Đó. Đó là xe Tùng Mai đi từ Xuân Trường này cho tới thành phố Cao Bằng. Rồi từ thành phố Cao Bằng người ta mới gửi tiếp về, mới tới Hà Nội mới chỗ sửa máy nhanh. Cả nhà ơi, sẵn bà bán phở chạy một vòng, chạy
chúng ta xem cái mức độ mà của lễ hội nó thành công như thế nào. Xe quá trời xe luôn, bây giờ là kết thúc lễ hội rồi đó nha. Chứ sáng nay bọn phở Flycam nó hư á, cái bọn phở không có bay một vòng lúc mà đang lễ hội để diễn tả cho cái sự thành công đông đúc của lễ hội. Quá vui luôn á cả nhà. Bọn phở ước mong là năm nào Xuân Trường là cái nơi rất là xứng đáng để tổ chức hàng năm. Đây, đây là một cũng một cái điểm giữ xe đây. Đó. Đó, từ bắt đầu từ đây đó không? Đó, đó là giờ hướng chợ phiên. Đó cái ông dù lượn kìa, bây giờ ông mới về kìa. Nhưng mà ông thu gọn sớm lắm. Làm mình không được đi à. Rồi bên đây. Đó, bắt đầu vui chưa? Rất là nhiều thứ mà chỉ có ở lễ hội này mới có. Từ trò chơi cho tới những cái món ăn. Và bên đây đó, du khách chụp hình với hoa lê đó cả nhà. Đó là những cái hoa lê mắc cò còn sót lại thôi, hoa lê chưa có nở chính thức. Rồi đây đang dọn dẹp, chắc quầy hàng như dọn cũng gần xong hết rồi đó cả nhà. Xe nó kéo dài cho tới đèo 14 tầng luôn. Chúng ta sẽ đi tới đèo 14 tầng luôn, chỉ tới đi là hết xe thôi. Đó. Đây là lễ hội tàn rồi đó nha. Hồi nãy chúng ta coi là lễ tổng kết xong rồi đúng không? Đó. Rồi bỏ một mình canh thở nữa. Là lễ tổng kết xong rồi, đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi xe đã về bớt rất rất là nhiều rồi. Xe, xe và xe. Bao giờ bà bán phở thấy Xuân Trường mà nó vui như vậy luôn á. Đây, tiếp tục. Bà nãy kẹt xe bà phải xuống luôn. Đó, tiếp tục xe, xe cho kéo dài cho tới đèo 15 tầng Cầu Cốc Trà luôn á cả nhà. Không biết là còn không nha, chứ còn hôm qua là thấy như vậy đó. Đó, còn hôm nay thì bà bán phở không biết, đi lại mới biết. Cũng không phải là khu ẩm thực mà là bà con bán hôm bữa bà bán phở ăn món phở sốt vang đó. Đó. Có một điều rất là thú vị đó là ở đây người ta làm là ai cũng tự làm nguyên một con bò, nguyên một con lợn, nguyên một con dê để rồi bán, chứ còn không, cái rất là đặc biệt. Các anh phụ trách giao thông rất là vất vả. Đó, cái đường này đi vô chỗ bà con này. Đó, đây tiện tập quá. Hôm nay là ngày bận rộn vui của bà con. Đó. Đây là Giang quán. Vui chưa? Vậy là bớt xe nhiều rồi. Ôi cũng còn nữa nè. Xe đậu dài, nối dài mà kinh khủng khiếp nhiều. Mà chỉ có hồi sáng đâu có được chạy xe đâu cả nhà, đi bộ thì không có diễn tả được. Mà bay Flycam thì chưa kịp bay, lúc đó bọn phở vội đi vô trong, thì cũng hơi trễ, vô trong lễ hội. Tính là vô rồi bay ra, ai về đâu. Nó Flycam nó hư. Đó, bây giờ cái bãi xe hồi sáng đông nghịch, bây giờ còn có mấy chiếc lay que kìa. Xuân Trường này tổ chức hàng năm là đúng đó. Tại vì chứ đừng có là cái đó là cái duy trì cho phát triển du lịch. Tại Xuân Trường là một cái điểm du lịch rất là đẹp. Nó vừa có còn cái cây lê cô đơn nó cũng rất là đẹp, mà giờ nó hết hoa rồi, nó tàn rồi. Mùa lê sắp tới, còn cái đó là cái mắc cờ. Xe về hết rồi đó, nãy chúng ta thấy xe chạy là biết xe về hết rồi. May nhờ mấy bãi ruộng của bà con chưa vô mùa á, thế là làm mùa này là rất là hợp lý. Ruộng còn để trống để mà tận dụng để mà làm lễ hội, chứ lúc mà làm vô mùa rồi đâu có làm được nữa đâu. Xe
xe phải đậu tú đằng đây và đi bộ tới. Bây giờ thấy không, đi bộ cả cây số luôn á. Hôm qua bảo phở thấy qua wow, quay ủ quá trời quá đất hà. Đó, đậu tới tú đằng kia luôn kìa. Cũng gần tới đèo 15 tầng thôi Cốc Trà luôn á. Con bán buôn nhộn nhịp vui quá. Rồi hết rồi anh Thi ha, hôm qua là kéo tới đây luôn rồi, nên bà con về hết rồi. Từ cái điểm này là khoảng 500m hơn nữa là tới đèo 15 tầng Hồ Cốc Trà cả nhà. Bảo Bán Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.